Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cập nhật phổ biến một cách đầy đủ, kịp thời và nhanh nhất thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, phục vụ nhu cầu thông tin của khán thính giả và bạn đọc, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nhân dân, cũng như đẩy mạnh việc quảng bá rộng rãi hình ảnh đất và người thành phố Bảo Lộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công cuộc đổi mới, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Từ tháng 10 năm 2014, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc đưa vào sử dụng thử nghiệm trang thông tin điện tử tổng hợp. Quý vị và các bạn có thể theo dõi các chương trình thời sự, truyền hình phát thanh chuyên mục trên website baoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay, gồm những nội dung chính như sau. Thành phố Bảo Lộc tổ chức lễ phát động Ngày vì người nghèo năm 2014. Hội nghị triển khai đề án phát triển đàn bò sữa bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020. Phần cuối, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chân dung phụ nữ điển hình học tập và làm theo lời Bác, cô Phan Thị Oanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 12 phường 2. Sau đây là nội dung chi tiết. Và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cuộc vận động Ngày vì người nghèo và lấy ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 hàng năm là tháng cao điểm vì người nghèo. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức lễ phát động tháng hành động Ngày vì người nghèo. Đồng chí Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự. Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo từ năm 2009 đến nay, Ban vận động Ngày vì người nghèo thành phố và các xã phường đã vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân ủng hộ hơn 8,1 tỷ đồng để hỗ trợ 252 người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết trị giá 5,4 tỷ đồng, hỗ trợ 71 hộ nghèo sửa chữa nhà ở, 381 lượt học sinh nghèo học giỏi và 379 trường hợp khó khăn đột xuất. Từ các chương trình hỗ trợ người nghèo của thành phố đã tác động tích cực giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Hiện nay gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi xin chân thành cảm ơn thành ủy, ban nhân dân, mặt trận, các đoàn của thành phố Bảo Lộc. Tuy nhiên, hiện nay thành phố vẫn còn 1,67% hộ nghèo và các hộ cận nghèo cần được sự sẻ chia, giúp đỡ của toàn cộng đồng. Năm nay, Quỹ Ngày vì người nghèo phấn đấu vận động xây dựng quỹ với số tiền 1,2 tỷ đồng để giúp người nghèo ổn định đời sống. Do vậy, tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi các cơ quan, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo với khả năng cao nhất. Nhân tháng cao điểm Ngày vì người nghèo năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế, tôn giáo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các thầy giáo, cô giáo, các doanh nhân, nghệ sĩ, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân thành phố Bảo Lộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo nhằm góp phần cùng nhà nước tạo thêm nguồn lực để giúp cho người nghèo ổn định và vững bước trong cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi tất cả hướng về người nghèo, các xã, phường, doanh nghiệp trên địa bàn đã nhiệt tình tham gia đóng góp với tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ để nhiều hộ nghèo được giúp đỡ hơn nữa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động quỹ vì người nghèo của phường Bờ Lao nói đi, Ủy ban Mặt trận
hội tổ chức 11 xã phường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói chung xin hưởng ứng tháng cao điểm vận động quỹ vì người nghèo năm 2014 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân với lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với người nghèo. Agribank Chi nhánh Đồng Tư tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, thể hiện trách nhiệm của hệ thống Agribank đối với cộng đồng, đóng góp thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Và cũng tại buổi lễ hôm nay, hướng tới cuộc vận động ngày vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc vận động, chúng tôi xin ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền là 100 triệu đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, hy vọng rằng qua cuộc vận động quỹ vì người nghèo lần này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ bằng tiền, bằng vật chất của các nhà hảo tâm cùng nhà nước, tặng thêm nguồn lực giúp đỡ cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn không may mắn được ổn định và từng bước vươn lên. Đến dự lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2014, đồng chí Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, đóng góp mà ban vận động ngày vì người nghèo các cấp cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đã chung tay góp sức chăm lo cho người nghèo và mong muốn trong thời gian tới, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ quỹ. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố xin được ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích, tinh thần, trách nhiệm của tất cả các quý vị đã trong nhiều năm qua chăm sóc người nghèo trên địa bàn thành phố. Tôi cũng mong các tổ chức, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm bằng sức người, sức của dù ít dù nhiều cũng thể hiện được cái tấm lòng, tình nghĩa, trách nhiệm của tình cảm, truyền thống đạo lý đó là uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, lá lành cũng lá rách, một nắng khi đói và một khói khi no. Và tôi nghĩ rằng phong trào đó cũng đã tiếp tục được tiềm ứng và tôi hy vọng rằng trong tương lai sắp tới, sát một thời gian rất gần thôi, từ tỷ lệ 1,61% tương đương 940 đại hộ gia đình thì đến cuối năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, thành phố chúng ta quyết tâm để thực hiện có thể là xóa nghèo cơ bản trên một số địa bàn trọng tâm và hướng tới có thể xóa nghèo trên địa bàn thành phố. Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các ban ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và cá nhân đã ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, có một số đơn vị đóng góp ở mức cao như Ngân hàng Agribank, chi nhánh Dâu Tầm Tơ Bảo Lộc hỗ trợ 100 triệu đồng, Quỹ tín dụng Bờ Lao 60 triệu đồng, Công ty Bia Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn, Sebeco 40 triệu đồng. Chiều ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai đề án phát triển đàn bò sữa bền vững giai đoạn 2015-2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lê Hồng Phụng dự và phát biểu chỉ đạo. Xác định ngành chăn nuôi bò sữa là một trong những thế mạnh của địa phương, đồng thời giúp nông dân phát triển ổn định, bền vững, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng và triển khai dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu phát triển đàn bò sữa của thành phố lên 3.500 đến 3.700 con, sản lượng sữa đạt 15.000 tấn trên năm, năng suất sữa tối thiểu đạt 6.000 kg chu kỳ cho sữa trên con, khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa tại các xã Đại Lào, Lộc Châu, Đâm Ri. Đối với các địa phương còn lại, khuyến khích phát triển đàn bò một cách hợp lý tùy theo điều kiện thực tế từng địa phương. Tại hội nghị, các đơn vị có liên quan đã giải đáp các thắc mắc khó khăn cho các hộ gia đình trong chăn nuôi bò sữa. Đồng thời, các doanh nghiệp liên quan cũng phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề trong chăn nuôi bò sữa, từ đó giúp nhân dân yên tâm sản xuất. Mỗi năm thì chúng tôi đều có những cái chính sách hỗ trợ đối với nông dân. Cụ thể như bây giờ thì chúng tôi đang phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp là triển khai cái việc bấm thẻ tay cho đàn bò. Chúng tôi cấp thẻ tay miễn phí và phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp để bấm thẻ tay đấy cho đàn bò. Và tiến tới trong năm 2015, chúng tôi sẽ cấp phát cái sổ quản lý dịch tễ, tức là sổ quản lý cá thể đấy. Để làm sao mà từ cái việc chúng ta đã có cái số tai bò rồi, thì chúng ta sẽ quản lý dịch tễ, quản lý sức khỏe con bò, quản lý quá trình gieo tinh cho đàn bò. Và đặc biệt rằng chúng tôi có một chương trình hỗ trợ tinh bò miễn phí cho hộ nông dân. Và năm 2015 chúng tôi sẽ triển khai ở khu vực Bảo Lộc. Có nghĩa rằng chúng tôi sẽ mua cái tinh bò chất lượng cao về cung cấp miễn phí cho bà con nông dân ở đây.
Một trong những cái khâu để mà thực hiện được phát triển đàn bò sữa đó là vấn đề về vốn. Thì chúng tôi là một cái ngân hàng thương mại lớn thì cam kết với bà con rằng là hàng năm sẽ dành ra khoảng chừng 25 đến 30 tỷ hoặc là hơn. Nếu mà cái nhu cầu vốn là mức độ nào thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ cái vấn đề đấy, là đối với vốn trung hạn, tức là để mà phát triển cái đàn bò sữa. Thì BVLOC là cam kết là cho vay trong khoảng thời gian khoảng 4 năm trung hạn, tức là trong thời gian 1 năm đầu nếu mà chúng ta mà bỏ vốn đầu tư chưa có nguồn thu thì BVLOC sẽ ân hạn là trong vòng khoảng 1 năm hoặc là hơn tùy theo cái nguồn thu của chúng ta. Nếu mà chúng ta chưa nguồn thu mà bỏ ra vốn đầu tư ban đầu lớn thì có thể là trong vòng 1 năm hoặc hơn 1 năm ban đầu thì là chỉ thu lãi thôi, còn cái gốc thì chuyển sang thu ở năm thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đại diện công ty sữa Vinamilk và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc đã ký kết hợp đồng cho vay vốn giữa các hộ chăn nuôi với ngân hàng và ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân thành phố và công ty Vinamilk. Đề án phát triển đàn bò sữa bền vững là một trong những bước tiền đề giúp các hộ nông dân có hướng đi đúng đắn, yên tâm sản xuất, đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa các đơn vị, từ đó đẩy mạnh ngành chăn nuôi bò sữa tại địa phương. Cái định hướng ở trong thời gian tới thì chúng ta xác định là đi theo hướng bền vững. Mà bền vững thì phải nhìn lại cái quá trình liên kết và các cái nhân tố để mà xác định được cái hướng bền vững như thế nào. Trước đây chúng ta thực hiện theo quyết định 80 nhưng mà chưa có kết nối được là các cái bộ phận. Nên trong quá trình mà ủy ban cũng như các ngành xây dựng các cái đề án này thì thành ủy cũng đã đặt vấn đề với lại các ngành chức năng như là ngân hàng, như là cũng phải tính toán đến những cái đơn vị tiêu thụ mà có cái năng lực mạnh để hình thành cái sự kết hợp trong cái việc xây dựng đề án và triển khai thực hiện cái đề án thông qua các cái hình thức hợp tác cụ thể bằng cái sự cam kết và có trách nhiệm, thì từ đó chúng ta thực hiện mới đạt được hiệu quả. Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2014, phường 2 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã được quán triệt các nội dung của công tác quy hoạch cán bộ tạo nguồn, hướng dẫn của ban tổ chức tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cũng như một số văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ bằng nguồn tại chỗ. Qua các ý kiến tham gia và giới thiệu bổ sung những cán bộ có năng lực và đảm bảo đúng đủ các tiêu chuẩn quy định. Sau khi tổng hợp ý kiến phát biểu, Đảng ủy phường 2 bỏ phiếu kín tín nhiệm các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân để làm cơ sở xem xét, rà soát, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới. Sáng ngày 16 tháng 10, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật thuế trong các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2014. 9 đội thi đến từ các doanh nghiệp kê khai thuế tại các chi cục thuế được chia làm 3 bảng. Mỗi bảng gồm 3 đội, thi đấu trực tiếp với 3 phần, chào hỏi, hiểu biết chung và tranh tài. Sau đó chọn ra đội cao điểm nhất, thi vòng chung kết. Hội thi nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thuế, từ đó nâng cao nhận thức về ý thức chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp. Đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát trực tuyến trên website bảoloconline.lamdong.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác.
Trong quá trình thi công công trình nâng cấp đường Nguyễn Thái Học do Ủy ban nhân dân phường 2 làm chủ đầu tư, do cần thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè và mở rộng phần lòng đường đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nhưng tại khu vực ngã ba Nguyễn Thái Học, Mạc Đĩnh Chi, góc công ty Á Châu và ngã ba Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, diện tích giao lộ và khúc cua bị hẹp, gây khó khăn cho việc lưu thông, không đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nhằm bảo đảm tiến độ thi công và thiết kế công trình, công ty Dâu Tằm Á Châu Lộc Đức và công ty Ong Trung ương đã phá bỏ hàng rào và hiến một phần đất thuộc sở hữu theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ủy ban nhân phường 2 hoan nghênh tinh thần hợp tác của hai công ty trên vì lợi ích cộng đồng. Được biết, đến nay, công trình nâng cấp đường Nguyễn Thái Học đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc. Chương trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2014. 9 tháng đầu năm 2014, đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố phát triển tương đối ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, đồng thời có xu hướng gia tăng về số lượng, trong đó đàn heo tăng 6,8% so với cùng kỳ, đàn bò sữa tăng gần 16%. Công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh đối với thịt gia súc gia cầm sống được thực hiện nghiêm ngặt, tổ chức 3 đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh với số thuốc được tiếp nhận và thực hiện là 2.800 lít. Cấp phát hơn 27.000 liều vaccine, triển khai công tác tiêm phòng đợt thứ nhất năm 2014, đồng thời đang triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2014 với số lượng dự trù và phân bổ vaccine trên đàn gia súc gia cầm của toàn thành phố là hơn 34.400 liều. Hưởng ứng chương trình Sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2014, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Bệnh viện 25 đồng và Ủy ban dân phường Lộc Tiến tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo đợt thứ tư năm 2014. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của máu đối với sự sống, nhất là đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo, hơn 200 người tình nguyện, bao gồm cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên khối xã phường trên địa bàn phường Lộc Sơn, Bờ Lao, Lộc Tiến, cùng sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên các trường học, thanh niên công nhân lực lượng vũ trang đã tự nguyện tham gia xét nghiệm và hiến máu. Trong đó có nhiều người đã tham gia hiến máu nhiều lần. Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Chương trình này đã nhận được sự tham gia với tinh thần tự nguyện và thu được trên 200 đơn vị máu có chất lượng tốt. Được biết, trong năm 2014, với chỉ tiêu 563 đơn vị máu, đến nay, thành phố Bảo Lộc đã nhận được trên 600 đơn vị, góp vào ngân hàng máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để phục vụ công tác cứu người. Sáng ngày 14 tháng 10, xã Lộc Thành tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2014. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những năm qua, Đảng ủy xã Lộc Thành luôn phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt yêu cầu của người dân, qua đó huy động nguồn lực của nhân dân, góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã Lộc Châu tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan. Đây là hộ khó khăn của thôn Tân Ninh. Chồng mất, bà sống một mình, thường xuyên đau ốm và không có việc làm ổn định. Đến nay, qua vận động, gia đình đã có căn nhà mới với diện tích 60m², tổng kinh phí hơn 67 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ủng hộ 20 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp. Được biết, từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã Lộc Châu đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống. Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đã có nhiều hội viên tiêu biểu về phát triển kinh tế, tham gia các phong trào do hội phát động. Cô Phan Thị Oanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 12, hội liên hiệp phụ nữ phường 2 là một chân dung như thế. Với trách nhiệm là chi hội trưởng, cô Phan Thị Oanh luôn ý thức rằng gia đình tốt thì có xã hội tốt, mà bản thân và gia đình phải tốt thì mới động viên chị em làm tốt được. Vì vậy, trong những năm qua, cô Anh luôn phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí của một gia đình văn hóa,
bản thân cô luôn đi đầu trong mọi công tác, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của hội cấp trên, từ đó tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cô Anh tâm sự, để thu hút hội viên, trước tiên phải để chị em thấy lợi ích của mình khi tham gia hội. Đó là việc tham gia hội, chị em được tiếp cận nguồn vốn, được chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, được giúp đỡ cây con giống, ngày công lao động. Cụ thể như phong trào nuôi heo đất tiết kiệm, mỗi năm khui heo đất 2 lần để lấy tiền hỗ trợ cho người nghèo. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, chi hội đã khui heo đất với tiền tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng, hỗ trợ 3 gia đình hội viên khó khăn, không đủ điều kiện vay vốn nhà nước phát triển kinh tế. Như phong trào tổ hùng vốn, chị em cũng góp vốn cho ba chị vay tăng gia sản xuất, vươn lên ổn định đời sống, và hiện nay phong trào đang tiếp tục phát triển trong hội viên. Các phong trào thi đua của phụ nữ ở thành phố phát động rồi về phường thì triển khai thì chúng tôi đều thực hiện. Ví dụ như là cái phong trào nuôi heo đất, hay là phong trào 503 sạch, hay là phong trào xây dựng các tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm để rồi mà góp vốn vào giúp đỡ chị em nghèo phát triển kinh tế. Thì nhìn chung mà nói, chi hội chúng tôi đã thực hiện rất tốt. Tôi học tập cái tinh thần trách nhiệm, rồi nói đi đôi với làm. Thì chúng tôi đăng ký là cái tinh thần trách nhiệm, bởi vì trong tinh thần trách nhiệm thì nó bao gồm tất cả rồi. Nếu anh nêu cao tinh thần trách nhiệm thì sẽ nói cũng đi đôi với làm luôn. Thì đấy là chúng tôi đăng ký như thế, và tôi cũng thực hiện, tức là các chị ở chi hội triển khai công việc gì thì mình về cũng triển khai cán sự ở cán sự. Sau đó thì các cán sự sẽ triển khai tới tất cả các tổ nhỏ. Thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái quy trình ấy. Nhưng mà đặc biệt hóa là ở chúng tôi là có cái chi ủy và chi bộ là rất ủng hộ, cho nên công việc của tôi làm cũng rất suôn sẻ. Cùng với các hoạt động trên, tại chi hội tổ dân phố 12, 100% gia đình hội viên hội phụ nữ tham gia thực hiện phong trào 503 sạch, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Có 77 hộ gia đình hội viên đóng góp khoảng 600 triệu đồng để lát gạch vỉa hè đường mặt Vĩnh Chi, góp phần cùng thành phố từng bước chỉnh trang đô thị. Các mô hình hoạt động tại chi hội như giảm nghèo bền vững, phụ nữ trồng rau sạch và an toàn, đấu tranh phòng chống tội phạm luôn thu hút đông cán bộ hội viên tham gia và đạt kết quả cao nhất. Với uy tín của bản thân, cô đã xây dựng được sự đồng thuận, đoàn kết và tập hợp hội viên để đưa phong trào hội ngày một đi lên. Chị Oanh thì bắt đầu năm 2012 là chị tham gia cái công tác phụ nữ, là chức vụ là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 12. Chị là một đảng viên, nhưng mà là vai trò trách nhiệm của chị là rất năng nổ, nhiệt tình trong phong trào của hội, luôn luôn là có cái tinh thần, nếu có tinh thần trách nhiệm là vận động hội phụ nữ, đặc biệt là mô hình nuôi heo đất tiết kiệm và phong trào 503 sạch, phong trào thực hiện xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thì trong đó là cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nuôi heo đất tiết kiệm nhằm tức là đã triển khai với chị em 150 trên 150 chị là tham gia cái nuôi heo đất tiết kiệm nhằm mục đích tiết kiệm cho bản thân, cho gia đình, đồng thời là tiết kiệm để khi có những hội gia đình hoàn nạn thì là hỗ trợ con em như là nhà gia đình nghèo hoặc là các cháu nghèo học giỏi. Không chỉ tích cực với các hoạt động xã hội, với hoàn cảnh gia đình đặc biệt hơn những người phụ nữ khác, cô Anh một mình nuôi hai con trưởng thành, có công việc ổn định, giữ gìn nếp nhà, sống gương mẫu. Nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bản thân cô nhận được nhiều bằng khen, giấy khen về công tác hội. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.